Nỗi đau cộng đồng các bạn ơi, ông đang đứng tòa nhà Hồng chứ không phải là cái ba nhà đó. Ngọn lửa hy vọng là dập tắt, còn là cái nhà hai nhà kia được ổn rồi, còn nhà này nữa, còn nhà kia phục lại rồi các bạn, khó quá. Nhà kia phục lại bây giờ mài trong bò và đau khổ. Đối diện nhà Hồng này các bạn hơi lệch chút, nhà đây băng thì đối diện nhà Hồng, qua đây ba nhà đấy, ba nhà được chưa được hai nhà cho đến nhà thứ ba đấy các bạn, buồn quá. Không cần của đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vào lúc này 11:35 chạy khi 10:40 đến giờ chưa đấy các bạn, tỉnh nhà là vài cả một tiếng đồng hồ đấy rồi đó. Bây giờ xe chưa bọt, đến nãy giờ là sáng giờ là chuyện nước, và trên nhà bên cạnh bên nhà không gian là giờ chưa là lửa lại rồi. Bây giờ là mà chữa bọt đấy các bạn, sáng chưa là nước không á. Và đau khổ các bạn ha, không có gì đâu có bằng cái trải nhà, bao nhiêu của cải dành dùm mấy chục năm bây giờ chỉ tan thành những mảnh khói, quá đau khổ và buồn. Cái từ lầu 1 đến lầu 4 đó các bạn, nhà bên xã Rạp Văn Đào là thì chỉ có 2 tầng, nhà bên không gian 4 tầng và nhà đường 231. Cảnh thời tiết cả ba thuộc cũng trời nắng nhẹ, bà con đường Lê Hồng Phong này các bạn, đường Lê Hồng Phong thành phố Buôn Ma Thuột rạp Cine Hưng Đào này các bạn, rạp nào là thời xưa đến giờ chưa đó. Mong sớm dập tắt cho cùng mấy ngân hàng này cũng tạm nghỉ đấy, ngân hàng này tạm nghỉ để sửa chữa đấy, cũng hơi lo lắng này. Đâu khổ lắm các bạn ơi. Cùng gần nhưng mà không sao vì khác đường. Cái đường này tới đó, đường nó đi quẹo vô là đường Thị Mai, Bồn Giang, đường đó đường nó đi vô là chỉ có ba nhà thôi bà con. Ba nhà thôi. Đối diện nhà chú Hùng đã luôn đây. Chạy hai nhà kia đã chữa rồi, chỉ còn lại nhà thứ ba này rồi thôi, hy vọng là lửa ra ngon đỏ rồi các bạn ơi, lửa đến sừng thường luôn, nhà sạc đưa sạc lên phong 27 ai đó là 29 rồi. Còn lửa các bạn, cái nhà cái tầng trệt các bạn còn lửa. Đường Lê Hồng Phong này các bạn, cách trung tâm ngã sáu có khoảng 300 mét. Rạp Hưng Đạo, rạp Cine Hưng Đạo. Lửa còn lên. Thôi như vậy là được bà con ha. Hồng Dương xin chia sẻ thông tin như vậy. Lửa bằng đèn đỏ nhưng mà hy vọng là dập tắt. Và hai nhà đã dập tắt xong rồi.
nhưng mà con ra khỏi đó các bạn, khỏi trong nhà nhà không gian lầu 2 vẫn còn ra khỏi, còn khỏi vẫn tiếp tục. Đau khổ quá, đau khổ. Coi như vậy được ra bà ra ha. Cùng con lựa con ơi, lành ơi, con lựa. Con lựa ra ngay nhà xã bên ngân hàng ra băng trên tầng á. Dạ đứng trước thì được rồi, nhưng mà nó ngủ đứng sau. Nhưng mà nhà bên này bây giờ ra khỏi nhiều con này con. Vì đâu có tiện vào trong xa được. Đứng ngoài xịt vào nhưng mà đứng sau là chịu. Nhà mà có cửa hầu sau, có lửa xịt đằng sau rất khổ. Rồi hôm xin chúc bà con một buổi trưa này sức khỏe nha. Rồi hôm xin cầm máy.